mấy anh em nào mà đánh chim di cư, đánh gà đồng hay còn gọi là cúm núm gà nước thì file này là file 4 con nha anh em. Bình Thuận có rất nhiều file gà đồng để đánh tháng 3 2020 này. Nếu anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại để Thuận tư vấn cho anh em thêm chi tiết hơn. Thì file này đánh tháng 3 2020 rất là hay nha anh em. Ngoài ra Bình Thuận cập nhật tất cả các loại tiếng chim đêm. Anh em bấm vô kênh Sân 7 để tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều.